Sự ra đời của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam năm 1960 và Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam năm 1968 đều mang dấu ấn đậm nét của đồng chí Lê Duẩn. Theo tiến sĩ Trần Thanh Thủy, giảng viên khoa xây dựng đảng trường chính trị Lê Duẩn, trên cương vị bí thư xứ ủy Nam Kỳ và bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lê Duẩn đã có nhiều quyết sách đối với đường lối cách mạng, cũng như tập hợp lực lượng đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Vai trò của đồng chí Lê Duẩn thì người ta thường nhắc đến đó là đề cương cách mạng miền Nam. Đó. Tức là ngay sau Hiệp định Geneva thì đồng chí đã dự đoán được Mỹ và chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm sẽ phá hoại Hiệp định Geneva. Do đó, đồng chí đã viết cái đề cương cách mạng miền Nam. Thì nhờ có cái đề cương cách mạng miền Nam này thì chúng ta đã là có cái nghị quyết Trung ương 15 và xác định cách mạng miền Nam sẽ sử dụng bạo lực cách mạng để đấu tranh chống lại Mỹ và chính quyền tay sai. Như vậy thì tầm nhìn xa của đồng chí Lê Duẩn đã giúp chúng ta thấy được âm mưu thủ đoạn của Mỹ và chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, và nhờ đó thì chúng ta đã đề ra được những đường lối đúng đắn cho cách mạng miền Nam. Đó là cái vai trò rất lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn. Được sự chỉ đạo của đồng chí Lê Duẩn và Bộ Chính trị, năm 1969, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam thành lập. Trong bài tham luận gửi tới Hội thảo khoa học kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt trụ sở Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, tiến sĩ Trần Thanh Thủy, khoa xây dựng đảng trường Chính trị Lê Duẩn khẳng định, sự ra đời của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam là một thắng lợi hết sức quan trọng trong việc hoàn thiện chính quyền cách mạng miền Nam, đề ra cương lĩnh chính trị hợp lòng dân, được quân, dân miền Nam và nhân dân thế giới nhiệt tình ủng hộ. Vai trò đồng chí Lê Duẩn thể hiện trên hai cái điểm lớn. Thứ nhất là những lãnh đạo chỉ đạo sát sao đối phong trào cách mạng miền Nam, đưa đến sự hình thành hai mặt trận. Vai trò lớn thứ hai đó là đồng chí đã làm cho nhân dân miền Nam tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng để tiến hành là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Và trong đó thì các giai tầng không phân biệt là giai cấp, từng lớp, tôn giáo, dân tộc, đảng phái, vân vân, họ đã đứng lên với cái lòng yêu nước, với cái sự chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Lao động Việt Nam, mà lúc đó là đồng chí Lê Duẩn là bí thư thứ nhất. Việc thành lập Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam là một bước phát triển tất yếu của quá trình hoàn chỉnh hệ thống chính quyền cách mạng đã được xây dựng trên phần lớn đất đai ở miền Nam. Đáp ứng yêu cầu lớn lao của cuộc chiến đấu là ra sức đẩy mạnh thế tiến công toàn diện trên tất cả các mặt trận, chính trị, quân sự và ngoại giao để tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. Đặc biệt là bài học về xây dựng và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất từ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng của đồng chí Lê Duẩn vẫn còn nguyên giá trị để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước ta hiện nay.